sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC. Đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào hai anh em đồng hồ thân thương, nghe nhỏ cảm sâu. Ở video lần trước thì tụi mình đã giới thiệu đến các bạn câu lạc bộ Athletic Bilbao, một đội bóng có truyền thống sử dụng những cầu thủ Subas. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với đội bóng còn lại cũng nổi tiếng không kém ở Subas, đó là Real Sociedad. Khi nhắc đến xứ Basque ở Tây Ban Nha, có lẽ người ta ngay lập tức nghĩ đến câu lạc bộ Athletic Bilbao, vốn là một trong câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Tây Ban Nha, và họ cũng là một trong ba câu lạc bộ chưa từng xuống hạng ở La Liga, bên cạnh Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc mỗi Bilbao ở xứ Basque mà không nói về người hàng xóm của họ, quá là một sự thiếu sót to lớn. Real Sociedad, một cái tên trong nhiều năm qua đã trở thành một đối thủ vô cùng khó chịu ở La Liga. Thậm chí đội bóng này còn vượt mặt cả người hàng xóm Bilbao để thường xuyên cạnh tranh cho một vị trí một suất dự cúp châu Âu qua mỗi mùa giải. Cùng với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của hệ thống học viện Cantera, được dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt có nghĩa là cây nhà lá vườn, đây cũng chính là chính sách của Real Sociedad áp dụng cho các cấp độ đội bóng của họ, từ đội trẻ cho đến đội 1. Những học viên tốt nghiệp từ học viện Real Sociedad sau đó có thể chuyển đến các đội dự bị của câu lạc bộ như Real Sociedad C, Real Sociedad B, cũng được coi là một phần của chính sách Cantera. Các câu lạc bộ hàng đầu Tây Ban Nha rất coi trọng việc phát triển cầu thủ cây nhà lá vườn của họ để quảng bá niềm tự hào dân tộc, vốn là thứ rất quan trọng trong văn hóa Tây Ban Nha. Bởi đây là một quốc gia có rất nhiều khu vực tự trị hoặc bán cho các câu lạc bộ khác như một nguồn doanh thu, và tất nhiên Real Sociedad cũng không phải ngoại lệ. Cho đến cuối những năm 80, Real Sociedad thực hiện chính sách chỉ lựa chọn những cầu thủ xứ Basque, nhưng họ đã dần cởi mở hơn trong chính sách này để duy trì khả năng cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, mạng lưới tuyển trạch trẻ của Sociedad vẫn tập trung quanh khu vực quê hương Gipuzkoa và đã có các thỏa thuận hợp tác với các câu lạc bộ nhỏ tại địa phương, được hỗ trợ tài chính bởi chính quyền khu vực. Vào năm 2013, người ta ghi nhận rằng 22 trong số 23 thành viên của đội Juvenil A Sociedad mùa đó đến từ khu vực Gipuzkoa. Hầu hết các cầu thủ của đội 1 Real Sociedad trong những mùa giải gần đây đều tốt nghiệp từ học viện. 15 người trong đội vào năm 2014, 16 người vào năm 2016, con số cao thứ hai trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, nhiều hơn đáng kể nếu mà so với đội bóng hàng xóm Bilbao. Hơn nữa, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Sociedad không chỉ đơn thuần là thành viên dự bị mà còn là nhân tố không thể thiếu của đội bóng khi tham gia vào 50% số phút thi đấu ở La Liga mùa 2016-2017, nơi họ cán đích mùa giải lên vị trí thứ 6 chung cuộc. Vị thế tốt của Real Sociedad ở La Liga kể từ khi được thăng hạng trở lại La Liga từ năm 2010, bao gồm cả việc họ được lọt vào Champions League lẫn Europa League. Tất cả chúng đạt được nhờ một tỷ lệ lớn cầu thủ cây nhà lá vườn đóng góp cho đội bóng, với phần lớn những cầu thủ đến từ khu vực địa phương. Những điều ấy cho thấy tiêu chuẩn cao trong việc huấn luyện và phát triển của các cầu thủ trẻ ở học viện Real Sociedad. Một ngoại lệ đáng chú ý có lẽ trường hợp của Antoine Griezmann từ Pháp, người đã gia nhập học viện của đội bóng xứ Basque từ khi còn rất trẻ, sau khi tiềm năng của anh được phát hiện bởi các tuyển trạch viên của La Real. Để rồi vào năm 2014, Antoine Griezmann chuyển đến Atletico Madrid với mức phí 30 triệu euro, trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới và sau này gia nhập Barcelona với mức phí 120 triệu euro. Học viện Zubieta của Real Sociedad nằm ở vùng ngoại ô, cách San Sebastian 5 dặm về phía nam, xuyên qua những cánh đồng và rừng già. Tại Zubieta, những người đứng đầu nơi đây luôn làm bóng đá với một tầm nhìn dài hạn. Họ tin tưởng vào việc những đứa trẻ sinh ra tại địa phương sẽ tìm kiếm cơ hội đến với Zubieta nếu chúng thật sự muốn như vậy. Lứa trẻ nhỏ nhất của học viện là U13 thay vì U9 hay U10, vì học viện Zubieta muốn cho bọn trẻ có cơ hội làm một đứa trẻ bình thường trước khi chúng đủ sẵn sàng để đi theo con đường cầu thủ. Giám đốc học viện Luki Iriate chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên liên hệ với các trường học và các lớp giáo dục thể chất, nơi các học viên sẽ phải tập luyện 6 môn thể thao khác nhau cho đến 12 tuổi. Ở trường, các em sẽ được tập 3 môn thể thao cá nhân và 3 môn đồng đội mỗi năm. Chúng tôi tin rằng một đứa trẻ đến đây vào năm 12 tuổi, nó đã từng tiếp xúc với bóng ném, bóng rổ, xe đạp và vài môn thể thao khác nữa. Chúng tôi tin rằng việc đó sẽ giúp chúng cởi mở và linh hoạt hơn." Real Sociedad cũng có mối quan hệ thân thiết với 70 câu lạc bộ địa phương ở Gipuzkoa, nhưng sẽ không tìm kiếm những cầu thủ trẻ cho tới khi chúng đủ 10 tuổi. Nếu so với những câu lạc bộ khác,
Có lẽ Real Sociedad đã chọn một hướng đi có phần mạo hiểm hơn khi không chọn cầu thủ từ khi họ còn rất trẻ. Nhưng những người đứng đầu học viện tin rằng khi bạn để một đứa trẻ sống trong môi trường và gia đình của chúng, rồi cũng sẽ đến lúc chúng sẵn sàng cho việc gia nhập học viện Zubieta. Luki Iriate chia sẻ thêm: chúng tôi phải truyền đạt và thuyết phục các câu lạc bộ, các bậc phụ huynh, các huấn luyện viên nơi đây rằng chúng tôi huấn luyện cho từng cá nhân thay vì tạo ra một tập thể chiến thắng. Hiện tại có những giải đấu lớn dành cho lứa U7 hay U8, nhưng chúng tôi không cho rằng đó là cách làm đúng đắn. Bằng việc chọn những cậu bé lớn tuổi hơn, chúng tôi ít có khả năng mắc sai lầm hơn. Dĩ nhiên, có những đứa trẻ trông rất cừ khôi mà đã từng thắng các giải trẻ, nhưng liệu chúng ta có đủ sẵn sàng để bước chân lên đội mù? Cốt lõi của hệ thống đào tạo tại Real Sociedad là các cậu bé từ vùng Gipuzkoa lần đầu tiên được đưa vào các đội Zubieta, Alevin vào thời điểm hơn 10 tuổi và dần thăng tiến theo nhóm tuổi mỗi mùa qua các cấp độ Infantil, Cadete và Juvenil. Những cầu thủ được La Real giữ lại sau cấp độ Juvenil A, tức khoảng 17 tuổi, thường sẽ được đôn lên đội C Real Sociedad. Các cầu thủ sẽ trải qua một hoặc hai mùa giải tại Real Sociedad C trước khi những người giỏi nhất được đôn lên đội dự bị San C và sau đó là lên đội 1 Real Sociedad. Real Sociedad luôn cố gắng đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Hầu hết tất cả các cầu thủ của câu lạc bộ từ đội B trở xuống đều đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học. Những học viên vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi trung học phải đạt ít nhất 80% điểm tổng và câu lạc bộ đã thuê 7 giáo viên để giúp các học viên đạt được điểm số đó. Mỗi cầu thủ là một dự án của Sociedad. Câu lạc bộ coi trọng và bảo vệ cầu thủ của mình, hiểu được nhu cầu của họ và sẽ làm những gì tốt nhất cho học viên với ý định tạo nên một nền móng vững chắc để các em đủ khả năng chen chân vào đội 1 của Real Sociedad. Một huấn luyện viên đội trẻ đã từng nói: nếu anh tạo ra một kỹ sư giỏi nhưng không phải là một cầu thủ bóng đá, anh sẽ bị sa thải. Ưu tiên câu lạc bộ chúng tôi là tạo ra những cầu thủ bóng đá giỏi, nhưng sẽ thật tốt hơn nếu họ cũng là những người xuất sắc ở ngoài đời. Từ các nhân viên lo việc trang phục cho đến các đầu bếp, và dĩ nhiên là kể cả từ học viên cho đến huấn luyện viên, luôn có một bầu không khí gia đình lan tỏa khắp học viện Zubieta. Nền tảng của sự thành công của học viện này là cách những người ở đây cảm nhận về ý nghĩa của đội bóng. Con người, học viên, cầu thủ, đó là ba yếu tố vô cùng quan trọng bắt buộc phải đi cùng nhau để đạt đến sự hoàn hảo. Mikel Oyarzabal là một trong số những trường hợp chứng minh được quy trình đào tạo xuất sắc về cả chuyên môn lẫn kiến thức văn hóa của Sociedad. Anh đã có bằng tốt nghiệp kinh doanh tại Đại học San Sebastian. Một vị huấn luyện viên đội trẻ từng huấn luyện Mikel Oyarzabal chia sẻ: Mikel sẽ luôn đến được nơi mà cậu ấy muốn đến. Cậu ấy cũng cống hiến 100% trong mọi trận đấu. Cậu ấy là một thủ quân và cũng là một người thủ lĩnh bên ngoài sân. Giá trị của Mikel Oyarzabal đã đưa cậu ấy đến vị thế của ngày hôm nay. Những buổi tập tại học viện Zubieta luôn diễn ra trong bầu không khí đồng quê xứ Basque. Những cơn gió lạnh mùa đông dù rét buốt vào da thịt, nhưng trên sân, các cầu thủ trẻ vẫn cứ miệt mài hướng đến một tương lai tươi sáng. Họ cố gắng triển khai tấn công và thực hiện điều này bất kỳ khi nào có bóng trong chân. Bất kể cầu thủ nào cũng không gặp khó trong việc kiểm soát bóng từ thủ môn cho đến tiền đạo. Từ Xabi Alonso, Carlos Vela, Claudio Bravo, Antoine Griezmann cho đến những Asier Llorente, Inigo Martinez và Alvaro Odriozola, học viện Zubieta của Real Sociedad từ trước đến nay luôn cho ra lò những sản phẩm đầy chất lượng nhằm phục vụ cho đội 1 và hơn hết là tạo ra nguồn thu cực kỳ lớn cho câu lạc bộ với những thương vụ chuyển nhượng sang các đội bóng khác hay với những cầu thủ trưởng thành từ học viện Metrovin DNA xứ Basque. Đó chắc hẳn là một niềm kiêu hãnh đầy lớn lao của những người đứng đầu tại Zubieta, bởi xứ Basque không chỉ có mỗi Athletic Bilbao mà đó còn là một Real Sociedad đầy kiêu hãnh, cứng cỏi và sẵn sàng thách thức bất kỳ đội bóng nào.